Mã Cảnh Đào, tài tử lệnh Hồ Sung sàm sỡ nhiều bạn diễn nữ, tuổi già phải đi hát đám cưới. Trong 24 giờ qua, sự việc Trương Chiết Hạn bị cho là quấy rối thân thể của Cúc Tịnh Y tại hậu trường Vân Tịch Truyện nhiều năm trước đã khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Tuy chính chủ vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng loạt hành động xoa bóp của Trương Chiết Hạn dành cho Cúc Tịnh Y chính là hình ảnh rõ ràng nhất để người xem dựa vào và nêu rõ quan điểm. Một số fan còn cho rằng trường hợp của Trương Chiết Hạn gợi nhớ đến một nam diễn viên nổi tiếng năm xưa, Mã Cảnh Đào nổi tiếng qua bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng Mã Cảnh Đào sớm rất đài do thói xấu đối với bạn diễn nữ trong không ít dự án phim. Rất nhiều đồng nghiệp nữ từng hợp tác với Mã Cảnh Đào đều khiếp sợ trước thói háo sắc của anh và hầu hết đều tỏ ý không muốn hợp tác lần thứ hai với ngôi sao từng rất được nữ sĩ Quỳnh Dao o bế này. Trên một chương trình truyền hình, Trần Hồng, vợ của đạo diễn Trần Khải Ca đã lên tiếng xác nhận bị Mã Cảnh Đào quấy rối trên phim Trường Thủy Vân Gian. Anh ấy cầm tay tôi chặt đến mức bầm tím, sưng đỏ, khiến tôi không dám mặc áo ngắn tay trong các cảnh quay với anh ấy. Trần Hồng và Mã Cảnh Đào từng có duyên đóng chung trong nhiều phim chứ không riêng gì Thủy Vân Gian. Thế nhưng ấn tượng của bạn diễn nam trong mắt Trần Hồng lại không được tốt lành. Không chỉ có vợ của đạo diễn Trần Khải Ca mà nhiều bóng hồng khác như Hồ Khả, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như hay Huỳnh Thánh Y cũng từng là nạn nhân bị quấy rối bởi Mã Cảnh Đào. Khi quay cảnh giường chiếu, anh ấy còn khiến giường rung lắc như đang làm thật, Hồ Khả cho biết. Một đạo diễn Đài Loan hé lộ, Mã Cảnh Đào rất thô bạo khi diễn cảnh tình cảm, anh thậm chí khiến bạn diễn nữ chảy máu môi hay rách tai. Nam diễn viên này còn từng tự mình chia sẻ rằng rất thích cảnh hôn với diễn viên nữ. Ngôi sao Tiếu Ngạo Giang Hồ thường xuyên lợi dụng việc đóng phim hay tham gia vào các chương trình truyền hình để cưỡng hôn hay đụng chạm vào bạn diễn nữ. Cư dân mạng đã từng vô cùng phẫn nộ khi Mã Cảnh Đào lợi dụng cưỡng hôn Lưu Gia Linh ngay trên sân khấu của một chương trình truyền hình. Sau đó, trước sức ép quá lớn từ dư luận, ngôi sao sinh năm 1962 đã phải công khai lên tiếng xin lỗi. Mã Cảnh Đào sinh năm 1962 là tài tử nổi tiếng Đài Loan và từng là diễn viên được o bế của nữ sĩ Quỳnh Dao khi hóa thân xuất sắc vào các nhân vật trong những tác phẩm lãng mạn của bà như Mai Hoa Lạc, Ngọn Cỏ Ven Sông. Thời gian sau, anh chuyển sang đóng các vai đại hiệp như Lệnh Hồ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Về đời tư, tháng 3 năm 2017, Mã Cảnh Đào tuyên bố ly hôn với người vợ thứ hai Ngô Giai Ni kém mình 21 tuổi sau khoảng 10 năm chung sống. Giờ đây sau nhiều năm, cái tên Mã Cảnh Đào đã trở thành dị vãng trong lòng công chúng. Vì những hành vi quấy rối thân thể bạn diễn liên tục như vậy, Mã Cảnh Đào bị nhiều ekip, đạo diễn lơ đẹp khiến cánh cửa sự nghiệp của anh dần khép lại. Hiện tại, để duy trì cuộc sống và nuôi gia đình, Mã Cảnh Đào phải đi nhiều show nhỏ lẻ không tiếng tăm, thậm chí hát đám cưới hay chủ trì các sự kiện quảng bá thiết bị điện máy. Mỹ Nam Lệnh Hồ Sung năm nào giờ đã biệt tăm khỏi làng giải trí, một phần cũng do những gì mà bản thân anh tự gây nên.